Hương Giang xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của chương trình Chào Buổi Tối của hệ thống truyền thông Kali Today, và Hương Giang xin chào anh Nam. Chào cô, thưa trân trọng kính chào tất cả quý vị. Dạ thưa quý vị, như vậy là một cuối tuần nữa đã trôi qua và vùng vịnh San Francisco hiện nay thời tiết đang rất là nóng. Thưa quý vị, cuối tuần hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật thì tình hình chính trị Hoa Kỳ sôi động, và sôi động nhất vẫn là cái bản tin mà cho đến nay vẫn được mổ xẻ, vẫn được phân tích bình luận rất là nhiều, đó là tình hình nhà chức trách đang tách rời, đang chia cắt những cái trẻ em ra khỏi bố mẹ, những di dân bất hợp pháp tại biên giới Hoa Kỳ và Mexico. Dạ, anh Nam có biết là trong những ngày vừa qua, ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật thì truyền thông đã đưa rất là nhiều tin, và thậm chí có những hình ảnh và thậm chí có những cái đoạn băng mà ghi lại các em nhỏ hiện nay, thưa quý vị, theo con số thống kê là có khoảng gần 2.000 trẻ em bị tách ra khỏi bố mẹ và đang được nhà chức trách trông coi. Và các em được đưa vào trại, thưa quý vị, trại, và theo truyền thông mô tả có hình ảnh đàng hoàng là những cái họ gọi là cage, và những cái chỗ này là những cái trại mà có hàng rào chung quanh, hàng rào thép chung quanh, và các em nằm ở dưới sàn, mỗi em một cái miếng nệm và chăn thì là một tấm phôi màu trắng. Và rất là nhiều trẻ nhỏ, thậm chí có thông tin là có trẻ nhỏ mà trẻ em, trẻ sơ sinh đang bú sữa mẹ cũng bị tách rời khỏi mẹ của mình. Và trước tình trạng như vậy thì cái tình trạng đã làm dấy lên một cái làn sóng chỉ trích rất là mạnh mẽ từ các nhà lập pháp của cả Dân Chủ và Cộng Hòa, từ những nhà đấu tranh dân quyền, nhân quyền, kể cả những cái vị lãnh đạo tôn giáo. Thưa quý vị, cuối tuần vừa qua thì chúng ta nghe được là cựu đệ nhất phu nhân bà Barbara Bush, xin lỗi, bà Laura Bush cũng đã lên tiếng bày tỏ chính kiến, bày tỏ sự bất bình. Và thậm chí đệ nhất phu nhân bà Melania Trump, văn phòng của bà vào ngày hôm qua cũng đã gửi ra một thông báo cho biết là bà Trump ghét nhìn thấy cảnh trẻ em bị chia cắt như vậy. Và mặc dù cái thông báo vào ngày hôm qua không có ghi rõ, không có đề cập cụ thể đến cái chính sách của chính phủ Donald Trump, và cái thông báo thì chuyển vấn đề sang cho Quốc hội, và bà Trump cho rằng là Quốc hội cần phải, bà hy vọng rằng lưỡng đảng, cả hai đảng cùng xích lại gần nhau để giải quyết cái vấn đề này. Thưa quý vị, mọi việc bắt đầu từ tháng 4 khi mà Tổng trưởng Tư pháp ông Jeff Sessions tuyên bố cái chính sách mà có tên là Zero Tolerance, tức là bất khoan dung đối với những di dân lậu tại biên giới Mỹ-Mễ. Và cái chính sách này đã dẫn tới là cái số lượng mà trẻ em bị tách ra khỏi gia đình mình nó tăng rất là cao. Chỉ trong 6 tuần, thưa quý vị, trong 6 tuần vừa qua thì có đến gần 2.000 con số. Nhưng mà Hương Giang cũng muốn nhắc cho, lưu ý cho quý vị biết là cái việc mặc dù hiện nay truyền thông chỉ trích, các nhà đấu tranh chỉ trích, các nhà lập pháp chỉ trích, nhưng mà cái chính sách mà tách rời này đó thì nó không phải đây là lần đầu tiên mà chính quyền cũ như chính quyền của cựu Tổng thống Bush hay Obama thì cũng có cái tình trạng này. Tuy nhiên cái tình trạng với con số thì nó nhỏ hơn. Và vào năm 2014, trước tình trạng mà di dân với những trẻ em mà đi một mình đó tới biên giới, thì trước cái tình trạng tăng cao như vậy thì chính quyền Obama cũng đã giam giữ những cái gia đình này, và cũng bị chỉ trích rất là nhiều, đến nỗi là một thẩm phán liên bang đã ra cái quyết định, đã ra cái phán quyết là chính phủ không được giam giữ những cái gia đình này một cách vô thời hạn mà không đưa cho họ một cái lời giải thích. Chính vì vậy mà sau đó chính quyền đã thả ra, và những cái trẻ em này và những người này được thả ra và chờ đến ngày ra tòa. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là đã có rất là nhiều người không có chịu ra tòa, và cái chương trình này bị chính phủ Donald Trump chỉ trích rất là mạnh mẽ. Họ cho rằng là cái chính quyền cũ đã có cái chương trình gọi là bắt rồi thả. Và thưa quý vị, với cái sự chỉ trích đó thì ông Donald Trump đã lên trên mạng Twitter đổ lỗi cho Dân Chủ, cho rằng là cái Dân Chủ đã cái luật, và ông cho rằng chính Dân Chủ là người chịu trách nhiệm cho vấn đề này. Trong khi đó thì Tổng trưởng Tư pháp cũng lên tiếng, cũng đổ lỗi cho chính quyền cũ, cho rằng chính quyền cũ là người đã tạo ra những cái lỗ hổng trong luật di trú mà dẫn đến cái tình trạng như vậy. Và ông cho rằng nếu như mà chúng ta xây được cái tường biên giới, nếu như mà chúng ta thông qua được cái luật xây tường biên giới thì chúng ta không có đối diện với những cái chọn lựa quá kinh khủng như vậy. Và thưa quý vị,
Mọi tâm điểm thì bây giờ đang dồn vào bà Bộ trưởng Nội An là bà Curtin Nielsen. Bà Curtin Nielsen vào ngày hôm qua tuyên bố là bà lặp lại cái quan điểm của Bộ Nội An là không có, Bộ Nội An không có cái chính sách là chia cắt những cái trẻ em khỏi bố mẹ chấm hết. Và vào ngày hôm nay thì bà tuyên bố là chúng tôi không có xin lỗi, không có lỗi xin lỗi về vấn đề này, và bà cũng đẩy cái vấn đề qua cho Quốc hội. Thì hiện nay cái vấn đề nó đang rất là nóng sốt. Vào ngày hôm nay thì Tổng thống Donald Trump tuyên bố rất là mạnh mẽ là Hoa Kỳ không trở thành một cái trại di dân và không thể trở thành một cái nơi mà giữ những người di dân bất hợp pháp. Trở lại Vân Nam. Thưa quý vị, nói đến cái chuyện nghe nói nó chưa xúc động. Báo chí đọc rất nhiều, nhưng có tấm ảnh của một cái ký giả làm cho cái hãng truyền thông là Getty Image. Ký giả này chụp được cái ảnh. Ông ta là 10 năm đi chụp hình trên cái biên giới Mỹ-Mễ. Và tình cờ ông chụp được cái hình mà gây xúc động là một em bé rất là nhỏ, mặc áo màu đỏ, bị bố mẹ, người mẹ phải bỏ xuống theo yêu cầu của nhà chức trách, và đứa bé bị lấy đi. Đứa bé nhìn người mẹ một cách ngơ ngác, như van xin. Cái bức ảnh đó, thưa quý vị, gây chấn động Hoa Kỳ. Và các nhà dân chủ, các nhà lập pháp và các vị hai nữ đệ nhất phu nhân, một bà cựu mà đương kim, cũng xúc động và lên tiếng vấn đề này. Cái vấn đề này nó làm cho những người liên quan cũng có thể bị vạ lây. Ví dụ cô Ivanka Trump chúc mừng Father's Day cho bố, thì cô bị attack rất là dữ dằn, bị tấn công rất dữ dằn, bởi vì người ta nói là cái vấn đề phải nghĩ đến những đứa nhỏ khác, nó cũng không muốn tách rời bố mẹ nó. Cho nên là cái chuyện mà di dân và cuộc đối đầu giữa ông Trump và cái ông mà trưởng khối thiểu số của Thượng viện, cũng Schumer, cũng trở thành một vấn đề sôi nổi. Đó là vấn đề nhức đầu nước Mỹ bây giờ, thưa quý vị. Các truyền thông đều nói về vấn đề này. Trở lại Hương Giang, thưa cô. Dạ, thưa quý vị, theo như luật của Hoa Kỳ là trước đây đó, những cái trẻ em này khi mà vào, khi được tách ra đó, thì thưa thông, chính quyền hiện tại thì họ đổ lỗi cho chính quyền cũ ở cái chỗ là luật trước đây đó, những cái quy định trước đây là những bố mẹ mà đi kèm với con cái tuổi nhỏ thì không có bị truy tố. Thì chính vì vậy mà Tổng trưởng Tư pháp Jeff Sessions cho rằng đây là một cái lỗ hổng. Thưa quý vị, như vậy thì cái số phận của những em bé này như thế nào? Theo quy định thì khi mà tách ra khỏi bố mẹ thì những em bé này sẽ được nằm trong cái trong tay của Bộ Y tế trong vòng 72 giờ. Sau 72 giờ thì sẽ bị nhân viên biên giới canh giữ. Và thưa quý vị, sau đó thì các em sẽ ở trong shelter khoảng vài tuần, có phải vài tháng và có thể lâu hơn, trong thời gian mà nhà chức trách tìm ra thân nhân của các em này, thân nhân hay người quen hay là bất cứ một người nào có liên quan đang ở tại Hoa Kỳ để giao cho các em. Tuy nhiên, các nhà đấu tranh nhân quyền cũng như các luật sư thì họ cho rằng cái hệ thống của Hoa Kỳ hiện nay không có rõ ràng. Chính vì vậy, cái việc mà đoàn tụ các em cũng không phải là đơn giản. Và thưa quý vị, cái vấn đề này là vấn đề nhức nhối. Hiện nay nhiều người tranh luận là ủng hộ cũng có, chống cũng có. Những người ủng hộ thì cho rằng là Mỹ cần phải làm như vậy, bởi vì Mỹ không thể nào mà cứ đưa mình, cứ gồng mình lên, gồng mình để gồng gánh cái gánh nặng về di dân lậu cứ đổ vào Mỹ như vậy. Không có như những quốc gia châu Âu khác, bây giờ họ đang đối diện với cái khủng hoảng, cuộc khủng hoảng về di dân lậu. Và nếu như mà cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có những cái người họ tiếp tục, họ nhìn thấy cái ví dụ như vậy và họ tiếp tục đổ về Mỹ. Trong khi đó thì nhà chức trách cũng khẳng định rằng họ muốn, họ kêu gọi là những người di dân hãy tìm cách xin tị nạn hoặc là xin định cư Hoa Kỳ một cách hợp pháp, chứ đừng đổ về một cách bất hợp pháp như hiện nay. Trong khi đó thì những người ủng hộ cho rằng cái việc làm, cái cách đối xử như vậy là cách đối xử thô thiển, thô bạo và bất nhân. Và đặc biệt là những cái cộng đồng mà đã được người Mỹ cưu mang, đã được Hoa Kỳ cưu mang thì họ ủng hộ, họ cho rằng là bây giờ cái trách nhiệm của mình là cần phải cưu mang những người đi sau. Chẳng hạn như vậy, hiện nay thì cái cuộc tranh luận này, tranh cãi này nó vẫn nổ ra và nó đang ở trong cái sức nóng rất là hừng hực, cho đến ngày hôm nay thì vẫn chưa có nguội xuống. Trở lại Vân Nam. Thưa quý vị, họ đem kể cả Kinh Thánh ra,
ông Jeff Sessions là Tổng trưởng Tư pháp Hoa Kỳ cũng đem Kinh Thánh ra để giải thích về cái việc làm của chính phủ hiện nay. Thì có một số các nhà bình luận cho rằng cái giải thích Kinh Thánh như vậy là sai lạc. Mà một số nhà bình luận và gốc Kỳ Công giáo, chứ không phải tôi, không phải gốc Kỳ Công giáo, cho nên tôi không hiểu được Kinh Thánh. Tuy nhiên họ cho rằng trong có hai câu rất quan trọng. Thứ nhất, họ cho rằng Chúa Giêsu có cái câu trong Kinh Thánh đó, là hãy yêu thương người hàng xóm của mình. Và cái thứ hai nữa, Chúa Giêsu cũng là một người di dân. Tôi không biết cái rõ đó rõ, nhưng mà nghe qua cái đài truyền Hoa Kỳ thì tranh luận đưa Kinh Thánh vào, họ kêu là chính quyền của ông Jeff Sessions đó, Bộ trưởng Tư pháp đó, đưa Kinh Thánh giải thích một cách lợi dụng và sai lạc, suy diễn cái sai lạc. Bởi Chúa Giêsu không có cái lời dạy như vậy hết, mà Chúa Giêsu dạy là phải yêu thương người hàng xóm của mình, thì đâu có làm như vậy, đâu khuyên dạy như vậy. Thứ hai nữa, Chúa Giêsu bản thân Chúa Giêsu là người di dân, thì nếu quý vị là người Công giáo thì quý vị hiểu rõ hơn chúng tôi. Trả lời Hương Giang. Dạ, vào ngày hôm nay thì bà Curtin Nielsen, Bộ trưởng Bộ Nội an, vẫn trong cái buổi họp với các vị ở trong Hiệp hội Cảnh sát trưởng đó, quốc gia, thì bà cho biết là quý vị đừng có nên tin vào báo chí, bởi vì báo chí đã thổi phồng lên, họ thổi phồng cái câu chuyện, họ làm trầm trọng cái câu chuyện. Và bà khẳng định là hiện nay những cái đứa trẻ này, gần 2.000 đứa trẻ này đang được chăm nom rất là kỹ lưỡng. Đó là tình hình chính trị, thưa quý vị. Trở lại với cái bản tin mà Hương Giang đã loan vào ngày thứ Sáu, đó là ông cựu chủ tịch ban vận động tranh cử của ông Donald Trump là ông Paul Manafort vào hôm thứ Sáu đã phải vào tù và chờ đến ngày ra tòa. Hương Giang nhắc lại là có hai cái phiên tòa, một phiên tòa ở Virginia sẽ diễn ra vào tháng 7 và một phiên tòa ở Washington DC diễn ra vào tháng 9. Và hiện nay thì ông bị tạm giam do cái phán quyết của thẩm phán Jackson ở tòa Washington DC. Và thưa quý vị, truyền thông cho biết là ông Paul Manafort khi vào tù thì không có được hưởng bất cứ cái đặc quyền nào khác so với những cái người bị giam giữ khác. Và bên cạnh đó thì vào ngày hôm nay, truyền thông cũng loan tin là ông Roger Stone, một trong những đồng minh rất là thân cận của Tổng thống Donald Trump, trong thời gian vận động tranh cử cho ông Trump, đã liên lạc với người Nga để tìm kiếm những cái thông tin bất lợi gây tổn hại cho bà Hillary Clinton. Và người Nga này đã ra giá với cái giá là 2 triệu Mỹ Kim, thưa quý vị. Và đây, cái bản tin này thì được truyền thông loan. Tuy nhiên, Hương Giang cũng theo dõi thì chưa thấy bên cơ quan điều tra liên bang họ đưa ra cái thông tin gì mà liên quan đến bản tin của truyền thông. Trở lại với Nam. Cô có theo dõi vụ động đất tại Nhật Bản không? Dạ, thưa anh Nam, dạ có. Động đất tại Nhật Bản làm thiệt mạng 3 người và làm bị thương hàng chục người, đúng không anh Nam? Và không biết cái thiệt hại nó như thế nào ạ? Thưa quý vị, Nhật Bản là quốc gia mà nó nằm trên cái vành đai lửa, luôn luôn cái động đất, thưa quý vị. Chúng ta cách đây mấy năm đã chứng kiến cái động đất kinh hoàng, right? Chứng kiến cái động đất kinh hoàng. Bây giờ ta vẫn khắc phục cái hậu quả của phóng xạ của trận động đất nó gây ra. Thì cái cuối tuần này đó, vào sáng sớm thứ hai giờ địa phương, tại cái thành phố tên là Ibaraki của cái thành đại đô thị là Osaka, nằm ở phía tây của Nhật Bản. Đây là một thành phố được Osaka đó, được xem là thành phố lớn thứ hai của nước Nhật. Thì trận đất nổ ra với cái cường độ rất mạnh là 6.1 độ và ngay lập tức gây chấn động của nước Nhật. Theo tin chúng tôi nhận được thì có 4 người chết và hàng trăm người bị thương. Và cái chúng ta biết nước Nhật dân số thì đông, mà là đảo quốc, nó là một tỉnh đảo cho nên diện tích nó không lớn, cho nên sự chen chúc nó, cho nên cái đời sống lưu thông ta tự trung á, ta dùng những phương tiện công cộng, ví dụ tàu hỏa mà cái là bullet train, tàu hỏa mà tàu cao tốc á, cao tốc, hay là họ dùng những cái phương tiện mà xe bus, thì thưa quý vị, nó bị trở ngại, bị hư hại, cho nên nó không hoạt động được. Cho nên cái thành phố gần như trên những cái trạm xe bus người ta đứng rất là đông, những trạm xe mà lửa ta đứng rất đông chờ chuyến tàu đi làm và đi về nhà. Thì mỗi lần khi có những cái trận động đất xảy ra, trước thiên tai xảy ra, cái một cái thú vị, đau khổ thì đau khổ rồi, nhưng cái thú vị ta nhìn thấy cái sức mạnh của nước Nhật như thế nào. Ngày trước cái sức mạnh nước Nhật là cái hình ảnh của đứa bé nó đói, đúng không, nhưng mà nó đứng sắp hàng.
và nó service cho cái người lớn, khiến cho người ta nói là cậu bé đó là tiêu biểu cho cái cuộc sống Nhật, cái văn hóa Nhật, cái tinh thần samurai, samurai của người Nhật. Không? Thì chúng ta thấy cả thế giới đều phải cúi đầu thán phục về cái lối sống, cái cách hành xử của người Nhật, cái văn hóa của người Nhật. Thì bây giờ chúng ta thấy cái cách hành xử của người Nhật trong vấn đề khắc phục lại cái vấn đề thiên tai, chỉ trong vòng chưa tới 12 giờ đồng hồ, thưa quý vị, các con đường hỏa xa, các con đường xe lửa nó được sửa chữa, được nối lại và hoạt động bình thường. Cô ấy thấy như vậy là nó động đất như vậy, đường xe hỏa bị hư như vậy, và chỉ trong vòng chưa tới 12 tiếng đồng hồ đã khôi phục toàn bộ và cái việc đi trở lại bình thường. Thì cho nên cái thái độ trách nhiệm của người Nhật ấy, là một thái độ mà chúng ta rất là phục. Chúng ta nhìn thấy những cái cổng tam quan của một cái ngôi đền cũng bị sụp đổ. Ta nhìn thấy những bức tường bị sụp đổ và ta nhìn thấy những cái lửa cháy, những cảnh lửa cháy. Ta thấy nhìn cái cảnh mà đổ nát hoang tàn trên cái thành phố Osaka này. Thưa quý vị, thì nước Nhật đứng chứng kiến một lần nữa cái tai ương đến với mình. Mà nói gì nói với thương tai đối với nước Nhật là chuyện nó gần như khó tránh được và nó thường xuyên xảy ra. Và lần này thì nó xảy ra tương đối khá nặng, thưa quý vị. Trả lời Hương Giang. Dạ, anh Nam nhớ hồi cái đợt mà sóng thần đó, Nhật Bản bị thiệt hại rất là nặng nề, nhưng mà quốc gia này họ không có nhận bất cứ viện trợ nào từ bên ngoài cả. Và cả quốc gia cùng gồng mình lên và để khôi phục. Và chúng ta chứng kiến những cái cảnh mà cảnh người dân mà đứng chờ được phát lương thực thực phẩm đó, họ đứng một cách rất là kiên nhẫn, rất là trật tự. Và điều đó cho thấy một cái tinh thần thần Nhật mà như Hương Giang nói là samurai. Và một cái bản tin tại miền Bắc California, không phải miền Bắc nữa mà ngay tại vùng vịnh San Francisco và ngay tại vùng vịnh Nam, tức là rất gần San Jose. Thưa quý vị, ở Mountain View gần Los Gatos thì có một vị bác sĩ ở phòng cấp cứu mới đây đã bị đình chỉ công việc bởi vì bà ta đã nhạo báng một bệnh nhân, và bệnh nhân này đang nằm trên giường bệnh vừa đang chờ để được cấp cứu, thưa quý vị. Và cái đoạn băng ghi lại cái hình ảnh này, hình ảnh những cái lời trao đổi, những cái lời nhạo báng của vị bác sĩ này được lan truyền với một cái tốc độ rất là chóng mặt, và trong ngày Chủ nhật vừa qua thì đã lên đến hơn 4 triệu lượt người xem. Và vào ngày hôm nay thì bệnh viện El Camino cho biết là vị bác sĩ này đã bị đình chỉ công việc và không còn được bị remove ra khỏi danh sách các bác sĩ làm ở phòng cấp cứu. Bệnh nhân ở đây là một chàng tân sinh viên mới 20, Hương Giang không nhầm thì hình như là 20 tuổi. Và người này có tên là Samuel, và Samuel nhập vào bệnh viện bởi vì trước đó thì anh lâu nay bị cái chứng là người ta gọi là rối loạn lo âu, tức là lo âu một cách căng thẳng dữ dội, thì có dùng thuốc, và trong cái trận tập luyện bóng rổ đầu mùa hè thì thậm chí anh bị ngất xỉu, và chính vì vậy mà đưa vào phòng cấp cứu. Thì vào phòng cấp cứu chờ phải 3 tiếng sau thì nữ bác sĩ mới tới khám, và nữ bác sĩ này bảo anh phàn nàn là anh không có cựa quậy được. Nữ bác sĩ bảo anh là ngồi dậy thì anh không có ngồi dậy được. Thì vị bác sĩ này, theo cái đoạn băng ghi lại thì cho thấy là bà có vẻ tỏ ra nhạo báng, bà bảo anh là người mà bị bệnh ít nhất trong tất cả những người ở đây, họ đang chết, còn anh thì anh vẫn còn cựa quậy được. Tức là khi mà Samuel cố gắng nhấc cái đầu lên thì nói là anh vẫn còn nhúc nhích được, anh vẫn còn cựa quậy được. Cho nên là đừng có nói tôi là anh không có cựa quậy được. Và sau đó bà còn bảo rằng là khi mà anh phàn nàn là mình không có thở được và mình bị đau đớn, bị tê cứng, thì bà bảo là anh không có thở được hả, anh đang chết hả, trời ơi, người đàn ông này đang chết. Tức là những cái câu nhạo báng, và cuối đoạn băng thì thậm chí bà dùng những cái từ ngôn từ rất là thô tục. Và chính vì vậy cái đoạn băng này nó đang được chia sẻ, và hiện nay thì gia đình của Samuel đang dự tính là sẽ khởi kiện bệnh viện này. Trở lại Việt Nam. Nếu mà người Việt Nam đọc thì hay họ ngạc nhiên. Dạ, cái thời dĩ Hương Giang chọn cái bản tin này như vậy đó Nam. Tại vì sẽ có những khán giả, thính giả ở quốc gia khác, họ không nghĩ là ở Mỹ tại sao mà có cái tình trạng như vậy. Nhưng mà thực ra cũng có đó quý vị, cũng có những cái tình trạng mà xảy ra như vậy, chứ không phải là không có. Nhưng mà nó xảy ra với một cái số ít thôi, nhưng mà nếu như một khi
ở đây là người bệnh nhân có cái quyền và báo chí nhảy vào nữa, truyền thông nhảy vào thì đây là cái quyền tự do. Và bệnh nhân có quyền khởi kiện ra tòa và cái vụ việc nó sẽ được điều tra một cách rất là nghiêm túc nếu một khi mà có đơn kiện và một khi có truyền thông nhảy vào bênh vực hoặc là điều tra, thưa quý vị. Chứ đừng, quý vị ở bên ngoài đừng nghĩ là nước Mỹ cái gì cũng màu hồng cả, không có có. Chính vì vậy mà chúng tôi có cái chương trình là Mặt Trái, phải không anh Nam? Nước Mỹ nhìn từ mặt trái. Dạ, của anh Nguyễn Ngọc Mùi phụ trách, trở lại với Nam. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta biết là cái cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì bắt đầu leo thang thêm với những cái ngôn ngữ qua lại khá nặng nề. Truyền thông Trung Quốc bắt đầu đã sử dụng những cái ngôn ngữ chọc ghẹo, móc mỉa, mà mỉa mai ông Tổng thống Donald Trump. Trong cái bản tin của Xinhua, thông tấn xã Xinhua, thì ngày hôm qua thì họ dùng một cái câu như thế này, họ dùng tới cái kẻ thông thái thì xây dựng cầu và thằng khùng á, thằng điên á thì xây dựng bức tường. Ý nói là ông Tổng thống Donald Trump là người xây dựng bức tường, không phải xây dựng bức tường biên giới Mỹ Mẻ mà xây dựng bức tường ngăn cách theo chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, tức là protectionism, theo chủ nghĩa bảo hộ dịch, đóng cửa và thương mại. Thưa quý vị, thì truyền thông của Hoa Kỳ có những phản ứng, và bắt đầu Trung Quốc đã sử dụng, Trung Cộng đã sử dụng những cái ngôn ngữ khó chịu, tức tối, giận dữ đối với ông Tổng thống Donald Trump khi ông chuẩn bị áp đặt thuế vào cái ngày 6 tháng 7 tới và bắt đầu chính thức đánh thuế các mặt hàng Trung Quốc, đặc biệt các mặt hàng mà sử dụng từ cái việc chuyển giao kỹ thuật bắt buộc, những mặt hàng sử dụng các cái sở hữu trí tuệ ăn cắp của Mỹ thì bắt đầu bị đánh thuế cái nặng nề. Trung Quốc hứa trả đũa, thề trả đũa một cách mạnh mẽ, nhưng mà chúng ta sẽ chờ đợi của hai bên sẽ tiến hành như thế nào. Thì đó là cái chuyện mà cái sự căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ về mậu dịch gia tăng. Thì ngày hôm nay ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Mike Pompeo, ông nói câu như thế này, thưa quý vị, nói Trung Quốc á, mà nói mình mà theo chủ nghĩa chống chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và chủ nghĩa mà toàn cầu hóa mậu dịch, theo chủ nghĩa mà tự do mậu dịch á, thì đó ý kiến sự sụt, đó là cái lời đùa, đó là một trò hề, thưa quý vị. Cho nên cái ngôn ngữ của Hoa Kỳ và ngôn ngữ Trung Quốc bắt đầu gia tăng hơn trên mặt truyền thông, trên mặt báo chí về cái chuyện mà chiến tranh mậu dịch trở lại cô. Dạ, thưa quý vị, về phía Trung Quốc thì họ cũng đã tuyên bố là cũng vào ngày 6 tháng 7 thì họ cũng bắt đầu cũng đánh thuế những cái mặt hàng của Hoa Kỳ, và họ tập trung đánh thuế vào những cái mặt hàng từ những cái tiểu bang mà đã bỏ phiếu cho ông Trump vào năm 2016. Như vậy thì chúng ta thấy là cái cuộc chiến thương mại này nó không có dấu hiệu tạm ngưng mà nó có dấu hiệu càng ngày càng leo thang. Chúng ta cũng tiếp tục theo dõi thêm về cái chuyện mà gia tăng cái sự căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và khối các nước 27 nước trong các nước trong thuộc Liên hiệp Âu Châu, và Hoa Kỳ với Canada, và Hoa Kỳ với Mexico, và Hoa Kỳ với Trung Quốc. Tháng 7 được xem là tháng chiến tranh thương mại, chúng ta coi thử các bên sẽ giải quyết như thế nào, trở lại hướng dẫn. Dạ, thưa quý vị, trong tuần vừa rồi, trong suốt thời gian vừa rồi thì có lẽ quý vị nghe nhiều đến câu chuyện của anh William Nguyễn, người Mỹ gốc Việt bị chính quyền ở Sài Gòn bắt giữ vì đã tham gia vào cuộc biểu tình chống chính quyền về cái dự luật đó là dự luật đặc khu. Thưa quý vị, theo cái bản tin từ tờ Houston Chronicle đăng vào ngày hôm qua thì họ cho biết là vào ngày hôm qua, tức là vào ngày 17 thì 17 tháng 6 họ có nói chuyện với gia đình, thì gia đình của anh William Nguyễn cho biết là họ biết được tin tức con trai mình. Tuy nhiên gia đình cho biết là chính quyền ở Sài Gòn chỉ mới cáo buộc là tội gây rối trật tự thôi chứ chưa có khởi tố. Và về phía Hoa Kỳ thì họ cho biết là vào hôm ngày thứ 6 thì phía lãnh sự Hoa Kỳ đã gặp gỡ anh William Nguyễn. Thì đây là những cái thông tin mà mới nhất mà Hương Giang theo dõi trên báo chí ở Mỹ. Trở lại với Nam. Thưa quý vị, nhân cái dịp này thì chúng tôi một lần nữa mời quý vị tham dự cái cuộc hội luận chống lũ gian tà bán nước cầu Vinh. Thưa quý vị, cái câu nói này trong bình ngô đại cáo Nguyên Trãi, cuộc hội luận này sẽ được tổ chức vào ngày thứ 7 tuần này, ngày 23 tháng 6, từ 1 giờ đến 5 giờ tại một phòng họp của Hội đồng Giám sát quận hạt Santa Clara, cơ quan quyền lực của quận hạt Santa Clara, thưa quý vị.
do ông Dave Cortesis bảo trợ hội trường này. Ban tổ chức và hệ thống truyền thông Cali Today tổ chức với sự tham dự của những nhân vật trí thức, những chúng tôi hay thường nói là những sĩ phu trong cộng đồng. Như là chúng ta thấy miền Bắc California có giáo sư Nguyễn Văn Canh, có thẩm phán Phan Quang Tuệ. Ở miền Nam California có nhà bình luận gia Ngô Nhân Dùng của tờ Nhật báo Người Việt và có tiến sĩ Đinh Xuân Quân. Ông ta đậu tiến sĩ tại Paris năm 1974 tại Pháp Quốc. Ông ta sau năm 1975 ở tù và sau khi đào thoát ra hải ngoại thì ông ta lấy những bằng cấp tại ngoại và tiếp tục làm cố vấn cho 25 chính phủ, cố vấn cho thủ tướng, tổng thống của 25 chính phủ. Ông ta sẽ nói về cái vấn đề nhìn được cái cảnh kinh tế và đặc khu như thế nào. Và chúng ta có một cái nhà văn thật dễ thương từ Boston, nhà văn Trần Trung Đào, và có tiến sĩ được Martin Tweet nhìn vấn đề Hán hóa Việt Nam như thế nào. Đây là một cuộc hội thảo được xem là quy mô với cái livestream trực tiếp đi khắp nơi trên thế giới, kể cả Hoa Kỳ, các tiểu bang Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc Châu và kể cả về trong nước. Mà quý vị có thể xem bằng mọi cách, nó giống như là vào livestream của YouTube và Facebook để bị xem như quý vị đang có mặt tại cái hội trường. Đây là một event được xem là góp một phần nhỏ của hệ thống truyền thông Calibre vào công cuộc đấu tranh chung của dân tộc và đất nước. Chúng tôi cũng đã xem vào ngày 10 tháng 6 vừa qua và ngày hôm qua là ngày 17 tháng 6. Có thể nói hàng trăm ngàn người Việt Nam từ trong nước đi xuống đường về biểu tình khắp nơi, từ Mỹ Tho, từ miền Tây cho đến Sài Gòn, cho đến nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, tới công viên Hoàng Mã Thụ Sài Gòn, đến và thưa quý vị đến miền Trung và đến ngà Nghệ An Hà Tĩnh vân vân. Nói chung là cái cuộc biểu tình rất là quy mô và lần đầu tiên chúng ta thấy là cái quyền dân sự của người Việt người ta không còn sợ hãi, không còn lo sợ mà ta xuống đường đấu tranh vì một tương lai cho Việt Nam. Thì mời quý vị cùng tham dự tại địa phương quý vị tham dự, và nếu quý vị không tham dự được thì quý vị có thể vào YouTube và Facebook để xem livestream từ 1 giờ đến 5 giờ ngày thứ bảy này. Thưa quý vị, trở lại hướng dẫn. Dạ, trở lại với tình trạng của anh William Nguyễn thì chúng tôi hy vọng là gia đình sẽ sớm nhận được cái tin mừng, và với cái sự can thiệp từ các nhà lập pháp của Hoa Kỳ cũng như Đại sứ quán của Hoa Kỳ, Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam thì hy vọng là chính quyền Hà Nội sẽ sớm thả anh William Nguyễn và anh bình an trở lại về với gia đình thân nhân tại Houston. Trở lại một cái chuyện nữa, thưa quý vị. Chúng ta biết rằng là trong tuần trước, Hương Giang chúng tôi gửi đến quý vị bản tin là Đài Loan và Hoa Kỳ đã tân trang một địa điểm mới với trị giá là 255 triệu làm cái văn phòng chính thức mới cho cái American Institute of Taiwan, là cái viện của Mỹ tại Taiwan. Trở lại một chút xíu là vào năm 1972, khi mà vấn đề ngoại giao bóng bàn của Hoa Kỳ và Trung Quốc đã bắt đầu, thì năm 1974 thì Hoa Kỳ ký cái hiệp ước thương mại Mỹ-Trung, và năm 1979 Hoa Kỳ thừa nhận chính sách một nước Trung Hoa, và từ đó Hoa Kỳ đặt cái tòa đại sứ tại Bắc Kinh và chấm dứt cái vai trò tòa đại sứ của Mỹ tại Đài Loan, và tòa đại sứ Mỹ tại Đài Loan trở thành một cái American Institute of Taiwan in Taiwan, một cái viện của Mỹ tại Taiwan, mang đến chất dịch vụ nhiều hơn là ngoại giao. Nhưng mà trong thời gian vừa qua, khi Mỹ nâng cấp một cái văn phòng và khánh thành âm ỉ mà có tổng thống của Đài Loan đến tham dự và có thứ trưởng ngoại giao của Mỹ đến tham dự, thì Trung Quốc rất là điên tiết, không biết là Mỹ đang làm cái gì mà họ cho rằng Mỹ đang vi phạm chính sách mà một nước Trung Quốc, Mỹ đang xâm phạm vào vấn đề nội bộ của Đài Loan. Nhưng mà vấn đề hiện nay được nói tới nhiều là vấn đề như thế này. Trung Quốc đang tìm những cái clues, những cái dấu chỉ để từ đó họ coi rằng chính sách của Mỹ đối với Đài Loan như thế nào. Bởi vì cái điều đầu tiên, cái clue đầu tiên họ tìm là cái ông mà giám đốc viện Mỹ tại Đài Loan hiện nay chuẩn bị một hai tuần nữa là mãn nhiệm. Thì coi Mỹ cử một người giám đốc mới, thì họ xem cái người giám đốc mới về vai vế, về chức vụ trong Bộ Ngoại giao có lớn hơn cái nhân vật cũ không? Nếu mà lớn hơn nhân vật cũ, có nghĩa là họ đã nâng cấp cái vai trò của Mỹ với Đài Loan về mặt ngoại giao lên. Và như vậy thì cái tầm quan trọng của Mỹ với Đài Loan sẽ mạnh hơn.
Thứ hai nữa đó, họ để ý cái nhân vật mới này đó, giám đốc mới này đó, có chống Trung Quốc không, có không ưa Trung Quốc không, thì đó là điều của Trung Quốc đang theo dõi rất là kỹ về vụ này. Và trong khi phía Đài Loan cho rằng đây là một bước thành công chính sách ngoại giao của Đài Loan, bởi vì từ cái lúc mà gần đây đó, khi mà ông Tập Cận Bình lên đó, ông ta có vẻ đối thủ của Đài Loan, mà đặc biệt trong lúc ông Thái và nữ tổng thống Thái Anh Văn lên có khuynh hướng độc lập hơn đó, thì Trung Quốc rất là khó chịu, họ tìm cách cô lập Đài Loan, họ dùng tiền để mua chuộc một số quốc gia đang có ngoại giao với Đài Loan để bỏ Đài Loan đi qua họ, thì họ tài trợ với những cái nguồn tiền khổng lồ hay là đầu tư hay cho vay vân vân, cho nên họ đã mua chuộc được một số, bây giờ tổng số các quốc gia mà Đài Loan đang còn giữ cái mối quan hệ ngoại giao xuống còn 20 quốc gia. Và nếu Mỹ mà nâng cấp cái vai trò ngoại giao tại Đài Loan lên đó, thì có nghĩa là một số đồng minh Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ cái chính sách này, và như vậy thì Trung Quốc sẽ bị phản tác dụng. Đó là điều mà Trung Quốc đang rất là quan ngại. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chính sự này, bởi vì chúng ta biết rằng chỉ một vài tuần nữa thì cái nhân vật mà giám đốc cái viện Mỹ tại Đài Loan sẽ hết nhiệm kỳ. Như vậy thì nhân vật mới là ai? Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi vấn đề này, phải không thưa quý vị? Trở lại Hương Giang thưa cô. Dạ, bản tin con mèo con chó ngày hôm nay của Hương Giang ngắn thôi. Đó là nếu mà quý vị nào ở San Jose, ở quận Santa Clara mà quý vị có tham gia, có đến xem cái 2 ngày triển lãm tại Santa Clara County Fairground đó, thì anh Nam thì bận quá rồi, chắc là không có theo dõi. Anh Nam biết triển lãm gì không? Không. Lần đầu tiên San Jose có cái triển lãm là nhà, người ta gọi là giống như Việt Nam, người ở trong nước gọi là nhà siêu mỏng á, thì ở đây là nhà siêu nhỏ. Một cái nhà họ xem những cái mô hình nhà chỉ có khoảng 300 square feet thôi, nhưng mà có đầy đủ, có phòng ngủ, có phòng ăn, có bếp, có đầy đủ. Không biết quý vị nào mà hay xem những cái chương trình về nhà cửa của Hoa Kỳ, nó có cái show mà về những cái ngôi nhà siêu mini nhỏ. Home dạ, mini house á. Thì mini house phải nói là có những cái căn nó tuyệt đẹp, nó ở những cái ở các tiểu bang khác có những căn tuyệt đẹp vô cùng, khoảng là 300-400 square feet thôi nhưng mà nó đẹp. Nhưng mà đây lần đầu tiên tổ chức tại San Jose trong 2 ngày thứ bảy và chủ nhật vừa qua. Điều này cho thấy là như nhiều cái bản tin mà Hương Giang với anh Nam cũng đã loan tới quý vị, chia sẻ với quý vị là cái tình trạng đất đai nhà cửa hiện nay nó đang rất là căng thẳng trên vùng vịnh San Francisco. Và cái triển lãm này nó cho thấy là cái nhu cầu về nhà ở và cái nhu cầu về những cái ngôi nhà siêu nhỏ như vậy, những cái ngôi nhà rất là nhỏ, tiny house như vậy, nó bắt đầu đang có ở San Jose. Chúng tôi xin tạm kết thúc phần tin chào buổi tối về ngày hôm nay. Hẹn quý vị trong chương trình ngày mai. Chúc quý vị một đêm ngủ bình an và hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào quý vị. Chào Hương Giang. Dạ, cảm ơn anh Nam và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.